Xin chào mừng và cảm ơn quý vị và các bạn đã đến với bản tin cập nhật giá vàng mới nhất phiên chiều tối ngày hôm nay. Hôm nay là thứ hai, ngày mùng 2 tháng 9 năm 2024, được phát sóng trên kênh Giá cả thị trường. Ở bản tin này, kênh sẽ gửi tới quý vị và các bạn chi tiết một số thông tin trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước. Phần tiếp đến của bản tin là bảng giá vàng trong nước được ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch buổi chiều tối ngày hôm nay. Sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Mở đầu của bản tin là một số thông tin trên thị trường vàng thế giới. Giá vàng trên thị trường thế giới hiện tại quay đầu giảm với tỷ lệ giảm nhẹ là 0,17%, đứng quanh vùng giá 2.498 đô la Mỹ trên một ounce. Bên cạnh đó, chỉ số đồng đô la Mỹ cũng giảm nhẹ, đứng ở mức 101,6 điểm. Trên thị trường tiền điện tử, giá trị đồng tiền điện tử Bitcoin trong xuống giảm, đứng ở mức 57.700 đô la Mỹ trên Bitcoin. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm giao dịch ở mức 3,911% trên một năm. Còn đối với thị trường năng lượng, giá dầu thô giảm nhẹ, đứng ở mức 73,12 đô la Mỹ trên một thùng. Trước khi đến với những thông tin chi tiết trên thị trường và trong nước, sau đây kính mời quý vị và các bạn cùng điểm qua một chút thông tin cũng như là phân tích trên thị trường và thế giới. Giá vàng trên thị trường thế giới đã đảo chiều giảm, rớt khỏi vùng 2.500 đô la Mỹ trên một ounce ngay khi vừa mở cửa giao dịch tuần mới và kéo dài đà giảm này đến thời điểm hiện tại trong phiên chiều tối nay theo giờ Việt Nam. Giới phân tích cho rằng xu hướng giảm giá trong ngắn hạn của kim loại quý là tất yếu sau nhiều lần không vượt qua được mức đỉnh lịch sử mới sát 2.530 đô la Mỹ trên một ounce. Đồng thời, những thông tin tích cực đã phản ánh vào đà tăng chóng mặt trong những ngày qua, giá vàng cũng giảm trong ngắn hạn trước áp lực chốt lời của nhà đầu tư. Chỉ trong 8 tháng qua, giá vàng đã tăng từ vùng 2.070 đô la Mỹ vượt lên 2.500 đô la Mỹ trên một ounce, như vậy là tăng trên 400 đô la Mỹ trên một ounce so với hồi đầu năm. Dù vậy, nhìn chung trong dài hạn, kim loại quý vẫn được nhận định sẽ tăng tiếp, thậm chí còn lên những mức cao mới. Theo ông Hank Kuhnhau, trưởng bộ phận chiến lược thị trường, khối nghiên cứu thị trường và kinh tế toàn cầu, tập đoàn UOB nói rằng với tiềm năng tươi sáng và giá vàng có thể tăng lên 2.700 đô la Mỹ trên một ounce vào giữa năm 2025 và có khả năng đạt 3.000 đô la Mỹ trên một ounce sau đó trong thời gian dài. Một trong những yếu tố được chuyên gia UOB đề cập đến từ sự bất ổn ngày càng tăng trong bối cảnh địa chính trị toàn cầu với hai cuộc xung đột đang diễn ra ở châu Âu và Trung Đông. Những bất ổn địa chính trị này đã hỗ trợ hoạt động mua vàng như kênh trú ẩn an toàn. Cùng với sự mất giá của đồng nội tệ, đã có báo cáo trong ngành về việc các nhà đầu tư bán lẻ mua mạnh các sản phẩm vàng vật chất như vàng miếng và vàng cục để phòng ngừa bất ổn ngày càng tăng. Theo vị chuyên gia của UOB nói, chưa kể lộ trình cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed sẽ bắt đầu từ tháng 9 này, được cho là một trong những nguyên nhân chính thúc đẩy giá vàng tăng trong dài hạn. Bên cạnh đó, theo giới phân tích, việc giá vàng lao dốc vì lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ và đồng đô la Mỹ tăng trở lại. Sự tăng mạnh của hai nhân tố này nằm ở việc tăng trưởng kinh tế Mỹ vẫn tốt, chỉ số chi tiêu tiêu dùng cá nhân hay gọi là PCE được dự báo tăng. Giới đầu tư đang chú ý đến nhiều báo cáo việc làm của Mỹ sẽ được công bố trong tuần này. Điều này sẽ đóng vai trò quan trọng cho việc định hình kỳ vọng hướng đi lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed. Nếu dấu hiệu thất nghiệp tăng, Fed sẽ mạnh tay cắt giảm lãi suất, nhờ đó giá vàng có cơ hội tăng mạnh trở lại. Quý vị và các bạn thân mến, phần tiếp đến của bản tin là một số thông tin trên thị trường vàng trong nước. Đến thời điểm chiều tối nay, nhìn chung mặt hàng vàng miếng cũng như là vàng nhẫn bố số 9 và một số loại vàng nữ trang SJC khác tạm thời thì không có thay đổi về giá. Hiện tại có duy nhất mặt hàng vàng nhẫn tròn trơn tại Bảo Tín Minh Châu điều chỉnh giảm nhẹ 30.000 đồng trên một lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra. Cụ thể, như quý vị và các bạn đang quan sát trên màn hình, mặt hàng vàng miếng SJC tại công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn mua vào mức 79 triệu đồng trên một lượng, bán ra mức 81 triệu đồng trên một lượng. Mức giá này đang áp dụng cho cả ba hệ thống Hà Nội, Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh, với tập đoàn vàng bạc đá quý Doji niêm yết trên hai thị trường Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh mua vào mức 79 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 81 triệu đồng trên một lượng. Tại công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận hay gọi là Pinji niêm yết mặt hàng vàng miếng SJC mua vào mức 79 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 81 triệu đồng trên một lượng. Duy nhất hệ thống vàng Mỹ Hồng điều chỉnh tăng 500.000 đồng trên một lượng chiều mua, chiều bán ra không có thay đổi, hiện tại mua vào mức 80 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 81 triệu đồng trên một lượng. Mặt hàng vàng nhẫn bố số 9 tại công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn không có thay đổi về giá, đang mua vào mức 77,30 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 78,60 triệu đồng trên lượng. Mức giá này áp dụng cho giá nhẫn bố số 9 từ 1 đến 5 chỉ, với giá nhẫn bố số 9 loại nửa chỉ của công ty này mua vào mức 77,30 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 78,70 triệu đồng trên một lượng. Nhẫn tròn bố số 9 Hương Thị Vượng Doji mua vào 7.750.000, bán ra 7.860.000. Nhẫn tròn bố số 9 Phú Quý mua vào mức 77,40 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 78,60 triệu đồng trên một lượng.
Nhẫn tròn trơn tại Bảo Tín Minh Châu giảm 30.000 đồng trên một lượng ở cả chiều, mua vào mức 77,43 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 78,63 triệu đồng trên lượng. Còn đối với thị trường tiền tệ, tỷ giá đô la Mỹ cân hàng thương mại mua vào mức 24.660 đồng trên một đô la Mỹ, bán ra mức 25.030 đồng trên một đô la Mỹ. Giá đô la Mỹ trên thị trường tự do hiện tại thì cũng không có thay đổi sau khi mà tăng 130 đồng trên một đô la Mỹ mua vào, 120 đồng trên một đô la Mỹ bán ra ở phiên giao dịch trước đó, mua vào mức 25.240 đồng trên một đô la Mỹ, bán ra mức 25.320 đồng trên một đô la Mỹ. Phần cuối cùng của bản tin này là bảng giá vàng chi tiết được ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch chiều tối nay. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi và tham khảo thêm nhé. Đầu tiên là giá vàng SJC tại ba thành phố lớn, SJC Hồ Chí Minh từ 1 đến 10 lượng, mua vào 7 triệu 900 nghìn, bán ra 8 triệu 100 nghìn. Chênh lệch mua bán ở mức 2 triệu đồng trên lượng và đơn vị đo của bảng giá này là triệu đồng trên một chỉ. SJC Hà Nội và SJC Đà Nẵng có mức giá tương tự như SJC trên thị trường thành phố Hồ Chí Minh. Doji Hồ Chí Minh và Doji Hà Nội mua vào 7 triệu 900 nghìn, bán ra 8 triệu 100 nghìn. Pinji Hồ Chí Minh và Pinji Hà Nội mua vào 7 triệu 900 nghìn, bán ra 8 triệu 100 nghìn. Phú Quý SJC mua vào 7 triệu 900 nghìn, bán ra 8 triệu 100 nghìn. Bảo Tín Minh Châu mua vào 7 triệu 900 nghìn, bán ra 8 triệu 100 nghìn. My Hồng SJC mua vào 8 triệu, bán ra 8 triệu 100 nghìn. Tiếp đến là giá vàng SJC một số ngân hàng. Ngân hàng Exim Bank mua vào 7 triệu 900 nghìn, bán ra 8 triệu 100 nghìn. Ngân hàng TP Bank Gold mua vào 7 triệu 900 nghìn, bán ra 8 triệu 100 nghìn. Tiếp đến là giá vàng SJC một số tỉnh thành phố khác. Thời điểm này không có thay đổi về giá. Chênh lệch mua bán ở mức 2 triệu đồng trên một lượng và đang được niêm yết như sau. SJC Nha Trang và SJC Cà Mau mua vào 7 triệu 900 nghìn, bán ra 8 triệu 100 nghìn. STC Huế mua vào 7 triệu 900 nghìn, bán ra 8 triệu 100 nghìn. STC Miền Tây, Quảng Ngãi, Biên Hòa, Long Xuyên mua vào 7 triệu 900 nghìn, bán ra 8 triệu 100 nghìn. STC Bạc Liêu mua vào 7 triệu 900 nghìn, bán ra 8 triệu 100 nghìn. STC Phan Rang, Hạ Long và Quảng Nam mua vào 7 triệu 900 nghìn, bán ra 8 triệu 100 nghìn. Cuối cùng là giá nhận bộ số 9 và một số loại vàng nữ trang STC khác. Thời điểm này thì không có thay đổi nhờ về giá và đang được niêm yết như sau. Nhận bộ số 9 từ 1 đến 5 chỉ, mua vào 7 triệu 730 nghìn, bán ra 7 triệu 860 nghìn. Nhận bộ số 9 loại nửa chỉ, mua vào 7 triệu 730 nghìn, bán ra 7 triệu 870 nghìn. Vàng 4 số 9, mua vào 7 triệu 725 nghìn, bán ra 7 triệu 820 nghìn. Vàng 24K mua vào 7 triệu 542,6 nghìn, bán ra 7 triệu 742,6 nghìn. Vàng 18K mua vào 5 triệu 630,6 nghìn, bán ra 5 triệu 880,6 nghìn. Vàng 14K mua vào 4 triệu 324,5 nghìn, bán ra 4 triệu 574,5 nghìn. Vàng 10K mua vào 3 triệu 026,3 nghìn, bán ra 3 triệu 276,3 nghìn. Nhẫn tròn 4 số 9 Hương Thịnh Vượng Doji mua vào 7 triệu 750 nghìn, bán ra 7 triệu 860 nghìn. Nhẫn tròn 4 số 9 Phú Quý mua vào 7 triệu 740 nghìn, bán ra 7 triệu 860 nghìn. Quý vị và các bạn thân mến, mọi diễn biến tiếp theo trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước sẽ được kênh liên tục cập nhật ở những bản tin tới. Quý vị và các bạn đừng quên bấm nút đăng ký kênh phía dưới góc phải màn hình của video này, cũng nhớ tích luôn quả chuông ở bên cạnh để mỗi khi có bản tin mới, kênh sẽ tiện thông báo tới quý vị và các bạn hơn. Còn bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tới.